vui đi. Hôm nay này lần thứ hai chúng ta được gặp nhau tại đây. Mạnh Nguyễn xin thay mặt toàn thể lớp, kính thưa toàn thể các bạn tập thể lớp 12E 1980-1983 cấp 3 của các cung hàm cao thép thi đấu thấm thoát thời gian cứ trôi đi và dài theo năm tháng. Quả đúng là vậy, vừa mới ngày nào chúng ta bước vào cổng trường phổ thông trung học cấp 3 Gang Thép, được ngồi chung dưới mái trường thân yêu, được cùng chung một lớp đến nay vừa tròn 37 năm. Và kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, đặc biệt mái trường đã gửi lại những niềm tin và nỗi nhớ cho nhau. Chúng ta đã mỗi người một nơi, cũng vì cuộc sống, vì đất nước, vì gia đình. Và cho đến giờ phút này đây, vừa tròn 37 năm chia tay tuổi học trò đầy mộng mơ. Và nhất là buổi họp lớp hôm nay, chúng ta được hội tụ tại đây, nơi vùng đất địa danh núi Hồ, trên chính mảnh đất quê hương mà đã sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta khu lớn trưởng thành. Đó chính là khu du lịch thơ mộng huyền thoại Hồ Núi Cốc. Để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm, những niềm vui và nỗi nhớ mà sau 37 năm xa cách mong chờ. Và một điều vinh hạnh nhất, kể từ khi ra trường chia tay nhau, có những bạn vì cuộc sống, gia đình, vì công việc của đất nước ở khắp mọi miền, từ Bắc đến Nam, Tổ quốc Việt Nam yêu quý, cũng đã có mặt sự hiện diện tại đây trong buổi họp lớp ngày hôm nay. Anh ơi, gọi được chưa? Vậy không có gì vui và hạnh phúc như thế này. Mình Chiến xin hay xin các bạn một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn. Vỗ tay! Bạn đã không quản đường xá xa xôi, bận cùng công việc khó khăn vất vả, đã có mặt cùng chia vui với tập thể lớp. Còn một số bạn cũng vì dịch Covid trên toàn cầu mà đợt họp mặt lớp này không phải được, cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp tới tập thể lớp 12E thân yêu trong buổi họp lớp ngày hôm nay. Và tôi cũng xin thay mặt tập thể lớp cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã dành cho lớp mình. Và xin chúc các bạn ở xa nhà, xa quê hương luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và bình an. Hẹn các bạn vào một ngày gần nhất, thế giới thanh bình trở lại, hết dịch Covid, chúng mình lại được gặp nhau. Thưa toàn thể các bạn, để thêm phần long trọng trong buổi họp mặt đông đủ hôm nay, Mạnh Chiến xin thay mặt tập thể lớp 12E cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, ban liên lạc, và nhất là các bạn trong lớp là bạn Nguyễn Thị Kim Trinh đã tận tình theo chân đưa đón các bạn trong lớp, chèo lái tập thể lớp đến thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Cuối cùng, Mạnh Chiến một lần nữa xin thay mặt tập thể lớp 12E chúc buổi họp lớp lần thứ 37 tại Hồ Núi Cốc thành công tốt đẹp. Quay lại chúng ta đây. Cũng để tiếp theo chương trình thì các xin giới thiệu lớp trưởng Kim Trinh phát biểu ý kiến với tập thể lớp. Quay nữa không? Ai tiếp thể tắt? Phải tắt nha. Quay nữa không? Quay nữa rồi đấy. Đây, coi đây. Đấy. Let you sorry. Thưa toàn thể các bạn 12 thân yêu, mình vẫn nói là 12 thân yêu là ngôi nhà của chúng mình. Thì hôm nay là một ngày rất là đẹp,
lớp chúng ta tổ chức kỷ niệm 37 năm. Chúng ta chia tay từ học trò. Thì như bạn Chiến đã có lời chào mừng tới toàn thể lớp. Thay mặt ban liên lạc lớp, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta hôm nay đã về đây, tuy rằng không đông đủ nhưng mà thế này cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Thì hôm nay là ngày đẹp, cho nên là rất nhiều gia đình có những cái việc để có những cái việc trong đại. Cho nên là các bạn vắng thì cũng đã gửi lời đến chúc toàn thể chúng ta, lớp chúng ta là hôm nay có một buổi gặp mặt thật là vui vẻ. Thế thì như bạn Chiến cũng đã có rất là tổng kết cũng tương đối là đầy đủ rồi. Thế thì thay vì mặt lớp thì tôi xin có một số ý kiến như thế này. Trước hết là năm qua thì ban liên lạc làm việc thì tôi thấy là các bạn làm tròn trách nhiệm của mình. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng vẫn phải bầu ban liên lạc cho nhiệm kỳ tới và có nghị quyết của hoạt động tới. Và tôi thông qua cái lớp năm trước